Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người cách chấm một loại hoa như này, cách nhận nhau như này mọi người nhé. Mọi người gọi
Mình sẽ cắm thêm một số cây cao đồng. Ok, mọi người, đây là một hoa hoa hồng còn nhựa và cái đó đâu để con này cầm một hoa rất là xinh xắn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.